lái xe kể chuyện ma túy không ngán kiểm tra. Nhiều lái xe cho rằng không ngại việc tiến hành kiểm tra ma túy với cánh tài xế đường dài. Tổng kiểm tra vẫn dễ lọt ma túy lái xe. Trao đổi với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông cho biết sau vụ tai nạn thương tâm ở Long An, ngay trong quý 1 năm 2019, cơ quan chức năng sẽ tăng cường tổ chức khám kiểm tra ma túy trong nước tiểu của tất cả tài xế, nhất là với tài xế xe đường dài và container. Xung quanh tính khả thi của phương án này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, chuyên viên xét nghiệm tại một bệnh viện ở Hà Nội. Ông cho biết, phương pháp xét nghiệm ma túy bằng nước tiểu sẽ chỉ có hiệu quả chính xác nhất trong vòng 3 ngày. Các dạng ma túy được sử dụng phổ biến hiện nay có thể là heroin, ma túy tổng hợp, ma túy đá, ketamin, thuốc lắc, morphine, hợp chất cannabinoid, cần sa, nhựa cần sa. Mỗi loại đều có thời gian bán thải khác nhau. Do đó, để xét nghiệm xác định có sử dụng ma túy hay không thì phải tùy thuộc vào loại ma túy sử dụng, hàm lượng sử dụng và thói quen sử dụng, bác sĩ Dũng cho biết. Bác sĩ Dũng phân tích thêm, heroin có tác dụng trong vòng 3 đến 6 giờ, được bài tiết qua nước tiểu và có thể tồn tại cả trong máu. Heroin nhanh chóng chuyển thành morphine trong cơ thể, tồn tại khoảng 3 đến 7 ngày sau, thậm chí có thể hơn, tùy thuộc vào liều lượng của người sử dụng. Vì thế, nếu sử dụng heroin thì trong vòng 1 tuần vẫn có thể phát hiện ra, sau thời gian này thì kết quả khó chính xác. Trong trường hợp sử dụng ma túy đá hay các loại ma túy tổng hợp khác, thì loại này xuất hiện trong nước tiểu sau khi sử dụng 3 giờ và tồn tại trong máu hoặc nước tiểu 24 đến 72 giờ sau khi sử dụng liều cuối cùng. Nên nếu sau 1 tuần không sử dụng nữa, đi xét nghiệm thì sẽ không còn phát hiện ra nữa. Theo bác sĩ Dũng, công nghệ xét nghiệm hiện tại sẽ cho kết quả rất chính xác, nhưng người sử dụng ma túy cũng không thiếu biện pháp để tránh né, lách cuộc kiểm tra. Nếu sử dụng bằng phương pháp xét nghiệm nước tiểu, đây là loại xét nghiệm dễ làm giả nhất vì người bị kiểm tra sẽ có khoảng không gian riêng tư trong lúc lấy mẫu nước tiểu. Vì thế, cần kiến nghị đơn vị kiểm tra phải có người giám sát đối tượng. Vấn đề thứ hai, theo bác sĩ Dũng, những người bị thử nếu biết trước thời gian hoặc án chừng thời gian kiểm tra sẽ ngừng sử dụng ma túy trong vài ngày, uống thật nhiều nước để tăng cường thanh lọc cơ thể và làm loãng nước tiểu. Những biện pháp chống đối thì người nghiện nào cũng biết, nên nếu muốn kiểm tra và kiểm tra có hiệu quả, không bỏ sót, thì các doanh nghiệp, các đơn vị tiến hành phải có quyết tâm và cách làm thật bất ngờ, bác sĩ Nguyễn Việt Dũng cho biết. Đuổi hết lấy ai lái xe? Trước thông tin sẽ kiểm tra và có những hình thức kỷ luật đối với những tài xế sử dụng ma túy, một số người đã sử dụng ma túy trong nghề lái xe cho biết họ không ngại việc kiểm tra này. Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1989, Lê Chân, Hải Phòng, làm lái xe container đường dài, thường chở thuê cho một doanh nghiệp vận tải, cũng là người thường sử dụng ma túy đá cho biết. Các tỉnh khác tôi không biết, nhưng ở Hải Phòng, 10 ông lái xe tôi biết thì một nửa chơi đá, nó rất rẻ, dễ mua. Anh Hùng kể, sau khi chơi đá, cảm giác phê, thậm chí là ảo giác sẽ kéo dài vài tiếng, nhưng sau vài tiếng đó cơ thể rất khác, nó có sự tập trung cao độ. 2-3 ngày sau, cơ thể không thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cũng không thấy đói. Sợ nhất là luôn thấy khát, uống càng nhiều nước ngọt cũng không đủ. Chuyện tài xế dùng ma túy không xa lạ gì với bất kỳ người lái xe đường dài nào. Ông Trần Văn Tình, sinh năm 1966, lái xe khách Bắc Nam cho biết, tại nhiều bến xe, cảnh những chiếc kim tiêm xi lanh, cón đập đá nằm rải rác bờ tường sau bến là chuyện bình thường. Tôi có nhiều người quen, thậm chí là họ hàng, mất nhiều tiền học bằng, học lái, rồi thành nghề chạy xe. Nhưng rồi tiền mang về chẳng bao nhiêu, lại thêm bệnh nghiện. Có thằng công ty đuổi về, có thằng gây tai nạn, đau lòng lắm mà không nói nổi. Ông Tình tâm sự. Tôi thấy nhiều doanh nghiệp, công ty cũng có ý thức siết lại lái xe. Họ cũng tổ chức những cuộc xét nghiệm, kiểm tra định kỳ, rồi phạt nặng lương hoặc thậm chí đuổi việc với các lái xe đường dài. Như công ty của tôi, có lần xét nghiệm thấy 40% lái xe dương tính ma túy, nhưng rồi cũng chỉ phạt vài ngày lương, còn đuổi hết chúng nó thì công ty cũng phá sản, lấy đâu ra từng đấy lái xe để chạy, ông Tình cho biết. Tài xế đường dài sử dụng ma túy để tỉnh táo, sự nguy biện cho trẻ. Cụ thể, cuộc trò chuyện của phóng viên báo cùng với bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển xoay quanh việc dư luận đang xôn xao về chia sẻ các tài xế thường sử dụng ma túy nhằm mục đích tỉnh táo trong quá trình mưu sinh. Chia sẻ của cánh tài xế đường dài xuất phát từ việc tài xế xe container cuốn hơn 20 xe máy trong chớp mắt khiến hàng chục người thương vong
và điều quan ngại là có sử dụng ma túy trong khi điều khiển phương tiện. Phóng viên thưa bác sĩ, sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Long An khiến 4 người tử vong, dư luận xuất hiện thông tin tài xế lái xe đường dài phải sử dụng ma túy để có độ tỉnh táo. Về mặt khoa học, nhận định này có chính xác không? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, theo tôi không thể nói dùng ma túy sẽ tăng khả năng tỉnh táo và chống buồn ngủ để lái xe. Phóng viên, tuy nhiên thực tế cho thấy các tài xế đã và vẫn sử dụng ma túy khi lái xe đường dài. Nhiều người thắc mắc, ma túy khiến người sử dụng buồn ngủ, mệt mỏi hơn. Theo bác sĩ, tài xế đã lợi dụng tác dụng gì của hoạt chất kích thích này để chống buồn ngủ, mệt mỏi? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, ma túy gồm hai nhóm là ức chế và kích thích. Heroin thuộc nhóm ức chế thần kinh, trong khi hầu hết các ma túy còn lại thuộc nhóm kích thích, đá, lắc, cò Mỹ, tem giấy, cocaine. Thường thì các tài xế lái xe đường dài hay sử dụng loại kích thích hơn. Ma túy đá và thuốc lắc là ma túy thuộc nhóm kích thích nên làm tăng thức tỉnh. Tuy nhiên, cơ thể luôn có cơ chế bù trừ, nghĩa là sau giai đoạn thức do tác dụng của ma túy đá, thuốc lắc sẽ ngủ bù. Vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Long An vừa qua hơi lạ là tài xế dùng heroin là loại ức chế. Phóng viên, hiện nay dư luận xuất hiện thông tin vì cơm áo gạo tiền, các tài xế chạy xe đường dài phải sử dụng ma túy để đáp ứng công việc. Ông đánh giá nhận định này như thế nào? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, đây chỉ là một lời ngụy biện. Có thể lúc đầu các tài xế này được đồng nghiệp mách nước, sau đó họ nghiện luôn. Và khi đã nghiện, họ sẽ tìm ma túy để thỏa mãn cơn nghiện, chứ không phải như lời họ bao biện như trên. Phóng viên, trở lại vụ tai nạn thảm khốc tại Long An, với cách nhìn trên và kết quả xét nghiệm, tài xế này dương tính với heroin. Chúng ta có thể nghi ngờ tài xế Phạm Thành Hiếu là người nghiện ma túy không? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, với heroin rất dễ chẩn đoán. Một tình trạng nghiện chỉ cần cách ly theo dõi từ 6 đến 24 giờ. Nếu có hội chứng cay rất đặc trưng của nghiện heroin thì đích thị là nghiện. Ngược lại, nếu trường hợp này vẫn tỉnh bơ trong khoảng thời gian nói trên thì có thể kết luận là vô tình uống thuốc chữa bệnh gây dương tính với que thử nhanh. Với thuốc lắc, ma túy đá thì khó hơn nhiều vì không có hội chứng cay rõ rệt. Tôi gặp mấy trường hợp dương tính giả với heroin và đã giải oan cho họ. Phóng viên, theo tìm hiểu của phóng viên, có một số tài xế cho biết họ chỉ sử dụng một lượng nhỏ ma túy tương đương với số tiền 200.000 đồng. Kết thúc chuyến hàng, tài xế sẽ nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày để lấy lại sức. Theo ông, việc làm này nguy hiểm như thế nào? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển không thể chấp nhận lập luận này bởi sau khoảng một thời gian sử dụng ma túy đá, thuốc lắc, họ sẽ bị loạn thần, và một người loạn thần mà lái xe thì vô cùng nguy hiểm. Phóng viên, như vậy, việc sử dụng mọi chất kích thích, thậm chí là sản phẩm của y tế để chống cơn buồn ngủ, làm tinh thần tỉnh táo trong việc lái xe, nhất là lái xe đường dài là rất nguy hiểm. Bác sĩ có lời khuyên gì cho các lái xe khi phải đối mặt với những cung đường dài xuyên đêm? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, lúc tôi ở Mỹ, mấy anh bạn có chỉ cho một mẹo chống buồn ngủ, đó là lúc lái xe đặt canh bằng chân lên một cục nước đá được bọc trong bao ni lông. Cách này giúp cơ thể tỉnh táo do cơ chế phản xạ thần kinh. Tuy nhiên, tôi phải lưu ý rằng cách này chỉ sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ, không áp dụng thường xuyên được, bởi nếu áp dụng thường xuyên sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe. Nguyên tắc làm nghề tài xế là phải tự cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Nói chung, tốt nhất khi lái xe mà buồn ngủ thì nên ngủ, cơ thể mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, không nên chống chọi, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Phóng viên, theo bác sĩ, những giải pháp nào là căn cơ trong việc hạn chế các tài xế lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, đảm bảo an toàn khi lái xe? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, theo tôi, một người lái xe mà sử dụng ma túy thì cần phải bị tước giấy phép lái xe dài hạn hoặc vĩnh viễn. Chủ xe, chủ doanh nghiệp có thuê tài xế cũng cần kiên quyết loại bỏ các tài xế sử dụng ma túy. Điều này không chỉ vì uy tín của doanh nghiệp mà còn vì tính mạng, sự an toàn của cộng đồng. Vụ container gây tai nạn sẽ tổng kiểm tra ma túy tài xế trong tháng 1. Sau vụ việc container gây tai nạn làm 4 người chết ở Long An, trong tháng 1 năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tổ chức khám kiểm tra ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả các lái xe khách, xe container. Từ thực trạng hiện nay, có nhiều tài xế xe đường dài sử dụng chất kích thích như rượu, bia, ma túy trong khi điều khiển phương tiện giao thông. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, từ quý 1 năm 2019, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tổ chức khám kiểm tra ma túy trong nước tiểu của tất cả các tài xế, nhất là tài xế xe khách, xe container.
Trong tháng 1 năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tổ chức khám kiểm tra ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả các lái xe khách, xe container, ông Hùng nói, đồng thời cho biết mục đích của đợt tăng cường này là để phát hiện, ngăn chặn những người điều khiển phương tiện có dương tính với ma túy, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông. Những tài xế xe khách và xe container sẽ được kiểm tra trước tiên. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cùng ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho hay, thời gian tới sẽ phải siết lại hoạt động thanh kiểm tra lái xe, sử dụng rượu, bia, ma túy và quản chặt về thời gian lái xe, tối đa không quá 4 tiếng liên tục. Cơ quan quản lý nhà nước quản chặt nhưng các doanh nghiệp vận tải cũng phải quản lý tài xế vì họ là người sát sao nhất, trách nhiệm của doanh nghiệp với lái xe cũng cần làm rõ, Bộ trưởng nói.